chưa? Em dậy lâu chưa? Em dậy chưa con? Ừ? Em dậy chưa? Mẹ đi rửa mặt cho ta nhá. Ở lên ngóng cho xem em dậy chưa nào. Nào. Em ngóng. Ngóng cho em dậy chưa rồi đi rửa mặt. Dậy chưa nha. Ừ. Ui, em dậy rồi này. Em dậy nhá. Ừ? À, anh ca kêu mẹ lên bế em nha. Anh ca không nói mẹ không biết nha. Ồ, ngoan quá. Trời ơi. May mẹ đi rửa mặt cho anh nữa là mẹ để em ở chơi một mình nhá nha. Ừ. Con xuống đi bộ đi. Đi nha. Rồi. Anh em rửa mặt nhá. Rửa mặt cho em nữa này. Rồi đi. Sao nhà mẹ rửa cho em này nhá. Hay không? Mẹ rửa cho ta trước nha. Rồi để mẹ rửa cho ta trước đi. Hai đứa là mẹ khó thế. Để cho anh trước nhá. Nha. Mình xuất hiện đi. Nào, anh mẹ rửa nào. Úi, không nhìn cái này con. Đưa đây mẹ mà cắt đi. Nào, mẹ rửa cho em. Rồi anh. Nào, mẹ đang mắc em mà con nồng nghiêm nghiêm nào. Rồi. Rồi, rồi, mẹ rửa cho em. Ồ, chung chưa? À, rửa cho em hả? Để mẹ mẹ rửa lại nó, mẹ lau cái đầu đi. Thơm thế nào, thơm thế nào. Rửa cho em nhá. Đang ngồi đấy. Ta chưa rửa tay đâu á. Đi. Ta xúc miệng đi. Nào mẹ bé em hẳn lên đẹp. Em đang nhỏ hót nha. Em phải đến ngửa cho nha. Con làm gì ca? Ngồi lên nào. Ngồi lên để mẹ rửa tay á. Xoay gương hả? Xoay gương có đẹp không nào? Rồi xong. Làm gì ca? Hả? Thay điểm đen nhé. Ca đứng đây mẹ đi xuống mẹ rửa cho em nào. Theo mẹ hả? Con ngồi đấy nhá. Đây này. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Nào con ngồi xuống bé đi. Ngồi sát con.
ngồi lên ngồi ghế con. Rồi con ngồi xuống ghế đi để mẹ chăm em nào. Để mẹ rửa cho em nó nghe. Ngồi xuống đây. Đi. Trời ơi. Đây là để mẹ xoay xoay. Em ngoan nha. Này em ngoan, em ngoan. Em ngoan em nằm yên rồi. Rồi 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 rồi. Thay nỉ nha. Rồi, đi vào đi mặc nỉ như em này. Bế cả ca lên. Dậy để mẹ lấy khăn cho em nằm nhá. Cho em nằm nó. Đấy nằm. Đấy, cho em nằm nhá. Em nằm đây để mẹ thay bỉm như em mà cho ca mà. Đấy, đi. Qua ra đây ngồi. Đi, ngồi đây. Đấy, đúng rồi. Nằm ngon nhá. Mẹ thay bỉm cho con ca xong rồi về lên mẹ mặc bỉm cho em nhá.
tay em để được. Ta con này một con nào nha. Nhanh ngồi xuống đây để mà đọc điểm cho em nhé. Có làm em giật mình. Rồi. À cho em nghe. Ta đã bụng chưa? Hả con? Ta Ta đã bụng chưa? Ơi, nóng gì á? Lấy sữa hả? Lấy sữa em sao đây hả? Ta sữa nhá. Hãy ra lấy sữa đi ha. Rồi lấy sữa cho hai anh em uống nhá. Không? Để con ngồi đây nhá. Để em uống sữa. Ngồi đây nhá, hãy lấy sữa nha.
đây, mẹ lấy cho, mẹ lấy cho. Rớt rồi, đây. Đây, ăn đi. Ừ, đúng rồi. Rồi, con ăn đi. Không uống nữa. Không uống nè. À, đẩy ra hả? Con có uống sữa không? Ừ. Ăn đi, xong rồi mẹ hòa cho con ít sữa nữa nhá. Ừ. Con ăn. Cầm đấy. Mẹ hòa sữa cho ca nhá. Nha, ngồi ăn đi. Là mẹ bế em vào luôn nha. Ừ, để em vào mẹ pha sữa cho ta nhá. Con một ít sữa con uống nhá. Ừ. Ôi, ta thật. Ta muốn uống sữa mà. Ta ngồi xịt quá. Uống sữa hai tay. Hết rồi con lấy cây này mẹ bóc nữa nhé. Giờ có em nằm ở trong nhà này. Này hết rồi, mẹ cắt ly này. Ta nhỉ. Giỏi quá, ta muốn mẹ bóc rồi không? Này. Đây. Đưa, đưa các bạn này mẹ bóc. Ngon không?